Rồi, xin chào cả nhà, mình đến với trang đồ cổ Cần Thơ nha. Thì hôm nay thì clip buổi chiều ngày 1 tháng 3 năm 2022 thì em cũng còn một số loại đồ đồng xưa giao lưu với cả nhà mình nha. Rồi, bây giờ ở đây em có đánh số từ bữa nay, chiều nay là có 11 mã nha, cho cả nhà mình nha. Bây giờ đầu tiên sẽ là một cái rất là đặc biệt. Mã số 1 là một cái điện thoại bộ đàm của Nhật xưa nha. Cái này rất là độc lạ. Đây, ở đây nó có một cái nút. Mình dẫn ra đây. Lộ nguyên bộ máy trong như cả nhà mình xem nha. Rồi ở đây là nó có để chữ là cái nguồn điện của nó đây. Và ở trên đây nó còn nguyên tem. Nguyên tem của nó là được sản xuất năm 1000 tháng 3 năm 1944, rất là đặc biệt nha. Cái này là không có gọi được mà giống như là chỉ nghe thôi, giống như là cái bộ đàm đó. Đây, nghe một cái này mà rất là độc lạ nha. Cái này mình về mình máng, nó có chỗ máng ở trên tường nha. Con này thì được sản xuất năm 1944, rất là độc lạ. Chỗ cái tai nghe nó có hơi bị nứt nha, tại do thời gian cái tai nghe thì nó bằng nhựa thôi, nó có hơi bị găng nứt. Đây rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm một con điện thoại của Nhật năm 1944 nha, rất là đẹp. Rồi mã số 1 là con điện thoại của Nhật nha. Con này thì giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu cho một tác phẩm này nha. Mã số 1 là 3,5 triệu nha, được sản xuất năm 1944. Rồi mã số 2 là em có một cái bình đồng. Chiều ngang của cái bình đồng này cỡ bình đồng con phụng nha. Chiều ngang của bình đồng con phụng này cỡ khoảng 14 cm, chiều cao thì khoảng 14 cm, rất là đẹp. Ấm con phụng, ấm này thì giao lưu với cả nhà mình là 700.000, rất là đẹp nha. Có đáy có mộc ha. Rồi 700.000 cho mã số 2 ấm con phụng nha. Rồi mã số 3 là có một cái siêu. Tổng trọng lượng của cái siêu này cỡ là 600g, thì bề ngang của cái siêu này cỡ khoảng 14 cm, chiều sâu là 8 cm. Siêu đồng rất là đẹp. Đây, trên đây là nó có cái nắp. Đó. Trên đây nó có mấy cái tích rất là đẹp nha. Tích này như là tích ông tiên gì trên đây có mấy cái chữ. Rất độc lạ nha. Rồi cái siêu này thì giao lưu với cái siêu này thì giao lưu với cả nhà mình 1,000.000 đồng nha. Cho cái siêu này nha. Cái siêu đồng mã số 3, 1,000.000. Cán thì cán gỗ, rất là đẹp. Rồi mã số 3 là 1,000.000 nha, siêu đồng. Rồi mã số 4 là có một cái bình, một cái nhạo rượu Bát Tiên bằng đồng. Chiều cao của cái nhạo rượu này cỡ khoảng 17 cm nha, bề ngang là 10 cm. Nhạo rượu Bát Tiên, tổng trọng lượng 500g. Đây. Rồi cái nhàu rượu này giao lưu cả nhà mình là 650.000 cho cái nhàu rượu Bát Tiên này nha. Dưới đáy cũng có một bằng đồng. Cái này mình về mình chùi sáng bóng lại rất là đẹp. Rồi 600.000 cho mã số 4, nhàu rượu Bát Tiên nha. Rồi mã số 5 cũng có một cái siêu đồng luôn nha. Chiều ngang cái siêu đồng này cỡ 26 cm, chiều cao là cỡ 8 cm. Siêu đồng để pha chào là nấu thuốc nha. Trên đây cũng có tích luôn này, rất là đẹp. Để gần cái tích cho cả nhà mình xem nha. Đây. Rồi cái siêu này cũng giao lưu với cả nhà mình là 1,000.000 đồng nha, bằng với cái siêu kia mã số 5. Cả nhà có siêu tầm thì liên hệ em ha.
Rồi mã số 6. Mã số 6 là em có một cặp ống nhổ. Ống nhổ trầu, ống máy trầu xưa nha. Chất liệu bằng đồng. Chiều cao một cái là 10 cm. Một cái là 12 cm. Chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Tổng trọng lượng là cỡ khoảng 600 g. Đây. Cái này hồi xưa thì ông bà hay ngoái tiêm trầu xong vô bỏ ở đây ngoái nha. Rồi cặp ống nhổ này á thì giao lưu với cả nhà mình là 800.000. 800.000 cho cặp ống nhổ ngoái trầu xưa nha, ống ngoái, ngoái trầu chứ không phải ống nhổ. Đây, chiều cao 12, bên đây là 10. 800.000 nha, bao ship toàn quốc cho cả nhà mình nha. Rồi mã số 6, 800.000, cặp ống ngoái trầu. Đây. Tình trạng là lành tích, bằng đồng rất là đẹp. Rồi mã số 7. Mã số 7 em có một bộ binh khí bát vũ. Bằng đồng rất là đẹp. Bộ này sẽ bao gồm là bộ binh khí bát vũ này bao gồm là 8 cây, gọi là 8 cây binh khí. Thì thường người ta hay dùng để trưng bày hoặc là để trên mấy cái nhà thờ. Thì tổng trọng lượng của cái bộ binh khí bát vũ này nó cỡ khoảng 600 g, nó bao gồm 8 loại binh khí khác nhau. Chiều cao thì 26 cm. Rồi. Bề ngang là 20 cm. Thì bộ binh khí bát vũ này á thì giao lưu với cả nhà mình là 600.000 cho bộ binh khí bát vũ này nha. Mã số 7, bộ binh khí bát vũ 600.000, bao gồm 8 bộ binh khí. Cái này bằng đồng cũ nha. Chất liệu bằng đồng hết, rất là đẹp. Rất là đáng để mình sưu tầm về trưng bày nha. 600.000 cho bộ binh khí bát vũ nha. Rồi, 20 cm. Rồi mã số 7, bộ binh khí bát vũ 600.000. Rồi mã số 8 là em còn có một cái cặp bình đồng xưa nha. Bình đồng này, cặp này là rất là đặc biệt. Có một cái thì người ta hay gọi là đồng bạch đây, mặt trắng. Chiều cao của cái bình đồng bạch trắng là cỡ khoảng 18 cm, còn cái màu đồng thì 21 cm. Tổng trọng lượng là cỡ nửa ký thôi, nhưng mà nó đặc biệt có một cái là thường là đồng mình thấy màu vàng, nhưng mà con này là nó màu trắng, đồng bạch. Đây, tình trạng. Ở dưới, còn cái này ở dưới là còn có, nó có chữ nha. Rất là đẹp. Rồi, cặp bình đồng này thì giao lưu với cả nhà mình 1 triệu đồng nha. 1 triệu đồng cho một cặp bình đồng độc lạ này nha. Một cái màu vàng, một cái đồng bạch. Rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm. Cái này về mình cắm hoa lên cũng đẹp nữa. Để mấy bàn thờ thần tài thổ địa hoặc là mấy cái bàn thờ mà mình cắm hoa ít, chỉ cần một cành hoa thôi, hoặc là trong mấy cái phòng khách mình để chỉ cần để cái này cắm một cành hoa lên là đẹp rồi, hoặc là phòng ngủ. Rồi tình trạng là còn lành tích, rất là đẹp. Cặp này 1 triệu nha. Mã số 8, 1 triệu cho cả nhà mình nha. Mã số 8 là cặp bình đó là chuyện nha. Rồi tiếp theo là có cặp ống nhổ trầu. Rồi giao lưu cả nhà mình một cặp ống nhổ trầu xưa nha. Chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Cặp này một cái chiều cao cỡ khoảng 10 cm, một cái thì cỡ 9 cm. 700 g. Đường kính miệng là cỡ khoảng 7 cm. Rồi 7 cm luôn nha. Chất liệu bằng đồng rất là đẹp, bằng đồng xưa nha. Cái này là chuẩn xưa cho cả nhà mình luôn á. Rất là đẹp này, về chùi sáng móng lại rất là đẹp. Rồi cặp này giao lưu cả nhà mình 900.000 luôn nha. 900.000 cho cặp ống nhổ trầu xưa. Rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm nha. 900.000. Mã số 9 nha. Rồi mã số 10. Mã số 10 là có một cái bình đồng rất là đặc biệt. Tổng trọng lượng cái bình đồng này 900 g nha. Chiều cao là cỡ khoảng 17 cm.
Cái này đã được thiết kế hai lồng rất là độc. Đây, cái lồng này đây. Cái này mình có thể là trà thuốc cũng được, rồi sau đó để vô. Trên đây là nó có những cái tích là rất là độc lạ nè. Đây con bò cạp, con ếch, các con mòn nha. Đây là con thằng lằn. Đây có cái mọc rất là to đây. Con gít. Ấm hai lồng nha. Ấm hai lồng này thì giao lưu với cả nhà mình là 1.300.000 cho cái ấm hai lồng này nha. Rất là đẹp. Tổng trọng lượng 900g. Ấm hai lồng. Mã số 10 nha. Rồi tiếp theo mã số 11 là có một cái bình đồng. Bình đồng này là chuẩn xưa luôn nha. Nặng 3 kg 2. Chiều cao là cỡ khoảng 20cm nha. Đường kính miệng là 11cm. Cái này nó có đặc biệt, nó có cái quai ở bên này dính liền luôn nè. Hồi xưa mấy cái bình xưa thì người ta hay hàng chì ở đây nha. Hàng chì mấy cái quai á, rất là độc. Cái này là không có kiếm được cái thứ hai đâu nha. Mấy cái này rất là độc lạ. Cái này mà mấy cái trên đây nó có tích rất là đẹp. Con gà hoa văn rất là đẹp. Ở dưới đáy nó cũng có cái mọc đây. Rồi bình này thì giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000 cho cái bình độc lạ này nha. Nặng cỡ 3.2 kg. Cái này kiếm cái thứ hai nó hơi khó nha. 2.200.000 cho mã số 11 nha. Rồi mã số 12 có một cái bát nhang khủng nha. Nặng 4.1 kg. Chiều cao là cỡ khoảng 24cm ha. Đường kính miệng là cỡ 25cm. Rất là dày dặn nha. Ở đây nó có cái quai sắt ở đây. Đây nó cũng có cái quai luôn, rất là độc. Cái này một là có hai cách mình về là mình sử dụng là làm cái bát nhang lớn cho nhà thờ lớn. Hai là một số người có thể tận dụng làm những cái chậu hoa kiển á. Số người thích bonsai thì người ta hay mua mấy chậu đồng này về người ta làm chậu hoa kiển, chùi sáng bóng rất là đẹp. Trên đây nó có những cái tích nhỏ đây nè, chạm bạc rất là đẹp. Đây rất là dày nha. Nặng là cỡ 4 kg. Rồi giao lưu với cả nhà mình là 2.800.000 cho một cái bát nhang to khủng này nha. Hoặc là có thể chậu nha, mình có thể kêu bằng chậu hoặc là bát nhang cũng được. Mã số 12, 2.800.000 nha. Rồi mã số 13 là cũng có một cái bình đồng nha. Bình đồng cũ thôi. Bình đồng này xưa luôn á. Cỡ 24cm. Đường kính miệng là 6cm. Ở dưới đáy cũng có cái mọc. Đây. Những bình đồng xưa thì thường nó cũng có hay cấn mốp nha, chứ nó không có lành tích nha, có khuyết điểm nhỏ hay ít hay nhiều thôi. Đây nó cũng có hơi mốp nhỏ đây. Cái này về mình chùi sáng bóng lại rất là đẹp. Nhưng mà đặc biệt có cái những bình đồng xưa thì dáng nó rất là độc lạ, khó kiếm được cái thứ hai giống vậy nha. Rồi cái này thì giao lưu với cả nhà mình là 800.000 một kg nha. 800.000 cho mã số 13, rất là độc lạ. Cái bình này về vừa trưng hoa ha, vừa trưng hoa và vừa mình để trưng bày cũng đẹp luôn. Rồi mã số 13 nha. 800.000 cho cái bình đồng xưa, chuẩn xưa luôn nha. 24cm. Rồi mã số 14 cũng là một cái bình đồng xưa luôn nha. Hôm nay thì em hay về được một số loại bình đồng xưa rất là hiếm, dáng độc lạ. Chiều cao là cỡ 24cm đây. Rất là đẹp, cũng có hơi mốp đây luôn nha. Quay cho cả nhà mình xem luôn. Mình trưng thì mình có thể là quay cái bề khuyết điểm như trong chút. Tại vì mấy cái bình xưa thì không có thể nào mà nó khó có những cái hoàn thiện 100% lắm.
Bình này có khoảng trọng lượng có khoảng 1 ký 2. Thì bình này thì cũng giao lưu, bình này thì giao lưu với cả nhà mình 800 ngàn luôn nha, bằng cái bình kia. Nhưng mà nó có hơi thì mấy này là mình bao là chân nước luôn nha, chân nước là cắm hoa luôn, rất là đẹp. Bình này cái này là giao lưu với cả nhà mình luôn nha, 800 ngàn, 25 cm. Rồi mã số 15 cũng là một cái bình đồng độc lạ đó nha, bình đồng xưa độc lạ, dáng độc lạ rất là hiếm gặp. Đây, hai bên nó có hai cái quai sắt tương đối là độc luôn á. Chiều cao là cỡ khoảng 18 cm, bề ngang là 8 cm nha. Đây nó có hai cái quai rất là đẹp. Cho đây là có những chi tiết chạm rất là độc lạ nè. Dưới đáy nó cũng có chữ luôn nha. Rồi, cái này thì nó khoảng là 1 ký, khoảng là 1 ký 8 nha. Bình này thì cái này thì giao lưu với cả nhà mình là 1,5 triệu, chị gửi cho các bình này nha, rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm ha. Bao mình vừa chưng vừa cắm hoa luôn nha. Bình đồng này chuẩn xưa luôn, màu đồng rất là đẹp, nhưng mà nó có một số khuyết điểm nhỏ đây không đáng kể nha. Rồi mã số 16 cũng là một cái dáng bình đồng độc lạ nữa. Dáng này là dáng hiếm gặp luôn, cỡ 24 cm thôi, bề ngang là 12 cm. Bên đây nó cũng có hơi mớp chút. Rồi cái bình này thì giao lưu với cả nhà mình là 700 ngàn, bao cắm hoa luôn nha. Cái này mà về cắm một cành hoa lên là cực kỳ đẹp nha, tại nó có hơi khuyết điểm nhỏ chút thôi. Rồi 800 ngàn cho cái bình này nha. Rồi mã số 17 cũng là mã số cuối cùng, em cũng có một cái chậu đồng nha. Chậu bằng đồng rất là đẹp. Chiều cao của chậu đồng này có khoảng 23 cm ha. Bề ngang là 14 cm. Rồi thì cái chậu đồng này á rất đẹp, mình thứ nhất là cái hũ này mình có thể vừa đựng cái gì cũng được, gạo hay là muối hay là cái gì cũng được, hoặc là mình có thể trồng hoa cũng được, bông hoa kiển cũng được. Nó nặng cỡ 2,7 kg. Rồi thì cái này thì giao lưu với cả nhà 1,8 triệu, rất là đẹp. Rồi thì cuối ngày hôm nay em chỉ có một số loại về để giao lưu với cả nhà mình nha. Thì cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em ghi trên màn hình ha. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhiều nha. Nếu mà có lướt qua thì thấy được thì cho em xin một lượt đăng ký nha, để có động lực làm thêm những clip tiếp theo cho cả nhà mình xem nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhiều nha. Hẹn gặp lại clip sau nha.